cùng với Trường Giang, Trách, Thúy Ngân, Kazik là thành viên mới được thêm vào đội hình Giang Ninh Man Việt Nam mùa 2. Thành thật mà nói, ngay từ khi mới có thông báo, netizen đã không đặt nhiều kỳ vọng về màn thể hiện của Kazik. Có nhiều nguyên nhân lý giải cho điều đó. Trước hết là việc Kazik không có quá nhiều kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế như Lan Ngọc, Jun Phạm hay Ngô Kiến Huy. Phải nói rằng anh là một tân binh hoàn toàn trong lĩnh vực này. Còn nhớ hồi Giang Ninh Man Việt Nam mùa đầu tiên, Liên Bình Phát cũng tương tự như Kazik và nam diễn viên ngại ngùng, e dè hẳn so với những thành viên khác. Liên Bình Phát đã mất một mùa đầu tiên để có thể thoải mái thể hiện như bây giờ. Nhưng Kazik thì không, và khán giả cũng sẽ rất ngại nếu phải chờ đợi anh chàng mất đến một mùa chương trình. Mặt khác, tính cách của Kazik cũng không thuộc diện quá mặn mòi hay chịu làm lố, mà đó lại là những thứ rất cần ở một chương trình thực tế. Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán đó thì màn thể hiện của Kazik tại Giang Ninh Man Việt Nam mùa 2 lại tốt ngoài mong đợi. Dù đến tập 5 mới gia nhập và thẳng tiến đến Hàn Quốc ngay, nhưng Kazik nhập cuộc rất nhanh, tung hứng với những người chơi khác cũng vô cùng ăn ý, dường như không hề có sự lúng túng, bối rối hay không hòa hợp với đội hình. Nhiều người nhận xét Kazik thậm chí còn phù hợp với Giang Ninh Man Việt Nam hơn là Hot Trường Giang hay người đã rời khỏi cuộc chơi trước đó là Trách. Tuy nhiên, mới đây bỗng rộ lên tin đồn Kazik chỉ tham gia ghi hình tại Hàn Quốc, sau đó sẽ rời chương trình. Trên thực tế, vẫn còn 5 tập cuối của Giang Ninh Man Việt Nam mùa 2 đang chờ quay tại Việt Nam. Ban đầu, theo lịch quay dự kiến thì ekip sẽ hoàn thành sớm để Kazik tập trung cho các thí sinh của đội mình tại Giáp Việt từ vòng 2 trở đi. Thế nhưng, vì dịch bệnh bùng phát bất ngờ, lại kéo dài nhiều tháng khiến việc ghi hình bị khó khăn nên chương trình phải tạm hoãn. Đến khi mọi thứ ổn định lại thì Giáp Việt và Giang Ninh Man Việt Nam lại trùng lịch quay với nhau. Kazik sẽ phải tốn nhiều tâm tư cho các thí sinh đội mình khi vòng 2 của Giáp Việt khởi động. Vì vậy có thể anh sẽ không còn thời gian để tham gia Giang Ninh Man Việt Nam, vốn là chương trình thể chất, mất sức nhiều và cũng mất thời gian nhiều. Mới đây, dưới một bài viết của mình, Kazik cũng có comment ẩn ý: "Hai chú đi vui vẻ nha, chiến hết mình thay phần thằng bé nhé." Trước mắt, mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn và suy đoán của cư dân mạng. Có thể Kazik chỉ vắng mặt một hoặc hai buổi quay chứ không phải là toàn bộ phần còn lại của mùa 2. Thực hư ra sao vẫn nên chờ đợi thông báo chính thức từ ekip thì mới có thể rõ ràng. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.